Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Trong tập tuần này thì mình nghĩ là nó sẽ là một tập short recap, một cái tổng hợp ngắn thôi. Tại vì như anh em cũng biết là chúng ta vừa có một cái kỳ nghỉ lễ và khi mà quay trở lại làm quen với những guồng quay của thị trường á, thì nếu như mà chúng ta chọn một cái topic hoặc là một cái buổi thảo luận nó quá là chuyên sâu hoặc là quá là hardcore, quá nặng về technical á, thì có thể sẽ đâu đó làm chúng ta bị một vài cái chấn thương liên quan đến tâm lý khi mà tham gia thị trường, gọi là trong cái quá trình mà chúng ta bắt nhịp lại với thị trường. Thì trong tập tuần này thì chắc là sẽ là một cái tổng hợp nhỏ của cá nhân mình về những cái tin tức cũng như là những cái ghi chú của cá nhân mình, và hy vọng là DeFi Discussion tuần này vẫn sẽ mang lại những cái giá trị cũng như là những cái góc nhìn thú vị cho anh em đang nghe podcast ha. Rồi thì ok, trước khi đi vào cái ghi chú và những cái thông tin của tập podcast tuần này thì cho cá nhân mình disclaimer, tức là gọi là lưu ý trước với các anh em đang nghe podcast, đó là đây là những thông tin của cá nhân mình thu thập và những cái góc nhìn mà mình chia sẻ sau những cái thông tin này thì nó chỉ là những cái góc nhìn cá nhân thôi và nó sẽ không được xem là lời khuyên đầu tư anh em ha. Rồi thì thôi không dài dòng nữa thì chắc là mình sẽ vào luôn cái từ khóa mà cá nhân mình nghĩ là thú vị nhất trong tuần vừa qua, đó là AV với phiên bản V3. Thì nhiều anh em nếu mà theo dõi thị trường DeFi thì cũng biết là AV V3 thì nó không phải là lần đầu được nhắc đến, thậm chí là cái phiên bản này nó cũng đã xuất hiện rất nhiều ở trên các cái hệ sinh thái khác, ví dụ như là anh em nào hay DeFi ở bên Layer 2 thì như cũng thấy là trên Optimism hoặc là Arbitrum thì nó cũng có những cái phiên bản V3 này rồi, hoặc là những cái Layer 1 khác ví dụ như là Avalanche. Vậy thì cái phiên bản V3 mà mình nhắc đến trong tuần qua thì có gì đáng chú ý? Điều đáng chú ý của cái từ khóa V3 này đó là nó được triển khai ở trên mainnet của Ethereum, và như anh em cũng biết rồi, Ethereum nó là cái blockchain lớn nhất của thị trường hiện tại và dòng vốn ở đây thì rất là nhiều. Mình sẽ lấy ra một vài cái con số như thế này để anh em hình dung. Ở trên Ethereum thì phiên bản V2 của AV trước cái nâng cấp này, trước cái nâng cấp V3 thì nó đã có cái lượng tài sản được gửi vào dao động, giá trị dao động khoảng 5 tỷ. Thì để có một cái so sánh nhỏ thôi thì các cái blockchain khác, các cái hệ sinh thái khác thì cái giá trị tài sản được gửi vào AV thì nó chưa vượt quá con số 1 tỷ, thậm chí là chưa có một cái blockchain nào vượt quá con số 1 tỷ. Thì anh em biết được là cái việc mà triển khai V3 ở trên Ethereum nó sẽ có một cái hiệu ứng vô cùng khác biệt, đó là ở trên đây thì thanh khoản nó dồi dào hơn, tiền thì nó cũng nhiều hơn, cá voi thì nó cũng có chỗ để nó bơi. Đó thì đó là cái điểm đầu tiên mà phiên bản V3 này tại sao nó để lại cho mình những cái sự quan tâm gọi là đáng chú ý ở trong tuần vừa rồi. Một cái chi tiết nữa của phiên bản V3 này đó là nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều các cái liquid staking token. Anh em nào mà thắc mắc về cái từ khóa liquid staking và tại sao cái mảng thị trường này nó hot trở lại gần đây thì có thể tua lại một hai tập, thì bọn mình cũng có những cái buổi trò chuyện liên quan đến cái liquid staking này. Thì về bản chất là cái liquid staking này á, nếu như mà anh em hình dung thì nó sẽ giúp thị trường mở khóa được một lượng tài sản rất là lớn, thay vì là chúng ta đem Ethereum stake vào cái Bitcoin chain và nó kẹt cứng ở đó thì một cái lượng tiền nó nằm không thì nó khá là uổng, và một cái lượng tài sản nó chỉ được dùng cho việc là verify cũng như là bảo mật cho một cái mạng lưới blockchain thì nó khá là không hiệu quả về mặt sử dụng vốn. Thì đó là những dòng ngắn gọn về liquid staking thôi. Thì AV họ sẽ hỗ trợ liquid staking, đặc biệt là AV V3. Đó, thì những cái đồng như là STETH thì nó đã qua quyển thuộc rồi. Ngoài ra thì nó có RETH thì cũng đang được đề xuất để đưa lên AV V3. Thì khi mà người dùng có được Ethereum stake vào mạng lưới rồi, cầm Ethereum ra và nhận cái giấy chứng nhận là RETH chẳng hạn, thì họ có thể đem cái giấy chứng nhận đó và họ thế chấp vào, họ tiếp tục vay những cái tài sản khác để tiếp tục gọi là tham gia vào thị trường DeFi. Thì lúc đó cái dòng vốn ở trong một cái hệ sinh thái nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh.
một cái chi tiết nữa mà chỉ có cái phiên bản V3 này nó mới có, thì đó là cái efficiency mode, tức là viết ngắn gọn là emote ấy. Cái tính năng mới này của phiên bản V3 thì nó sẽ cho phép là người dùng quay được một cái lượng loan to value, cái tỷ lệ phần trăm nó cao hơn. Loan to value nó là gì? Nên hình dung nó là cái tỷ lệ phần trăm, ví dụ như loan to value là 70% đi, thì anh em bỏ vào 100 đồng thì anh em tối đa chỉ có thể vay được là 70 đồng thôi. Đó, thì cái ý nghĩa của loan to value nó là như vậy, tức là cái giá trị khoản vay trên do cái giá trị tài sản thế chấp vào của anh em. Thì đây là một trong những cái sự khác biệt của phiên bản V3, và đó là lý do tại sao mà AV họ không tung ra V3 ngay ở trên Ethereum ở giai đoạn đầu, mà họ chỉ thử nghiệm V3 ở nhiều các cái hệ sinh thái khác, xem mọi thứ nó ổn thỏa rồi, không có gì bất chấp thì họ mới triển khai lên Ethereum là như vậy. Bởi vì đây là một cái tính năng mới. Anh em hình dung là nếu như mà cho vay với cái tỷ trọng nợ nó cao lên, thì song song với cái việc là hiệu quả sử dụng vốn nó sẽ tăng lên, cùng một cái lượng vốn thì anh em vay ra được nhiều hơn. Nhưng mà song song đó thì rất là nhiều các cái rủi ro về mặt tấn công protocol, đúng không? Thì AV về bản chất nó cũng là một cái protocol thôi, và mọi người đều có thể gọi là nhìn vào những cái thiết kế của sản phẩm, và họ có thể thực hiện những cái chiến lược riêng của mình. Và nếu như mà họ sử dụng những cái chiến lược đó và những cái mục đích nó không chính đáng á, thì nó sẽ dẫn đến một vài cái sự kiện liên quan, ví dụ như là của AV Eisenberg đó. Thì cái tên này thì cũng khá hot thời gian gần đây, khi mà bị giới chức gọi là sợ gáy rồi. Và đây là một trong những cái case nó gọi là cảnh báo cho các cái giao thức DeFi, đó là làm sao để thiết kế những cái giao thức nó hoàn thiện và nó chỉnh chu hơn, và nó khắc phục được những cái lỗ hổng để tránh những cái kẻ tấn công họ có thể gọi là bòn rút giá trị từ cái giao thức đó. Thì nói sơ sơ vậy thôi. Thì đó là những cái ghi chú của cá nhân mình về phiên bản AV V3 này ở trên Ethereum. Và mình nghĩ là trong thời gian tới nó sẽ mang lại nhiều cái hiệu ứng trước mắt liên quan đến thanh khoản, liên quan đến dòng tiền. Mọi thứ nó sẽ được luân chuyển nhiều hơn, và chắc chắn nó sẽ được đòn bẩy nhiều hơn. Cái đó là không thể tránh khỏi rồi. Tại vì nhiều anh em tham gia thị trường DeFi thì rất là thích cái đòn bẩy rồi, đúng không? Thì cái việc mà ra cái phiên bản này thì nó sẽ gọi là thêm đất diễn cho những cái đòn bẩy này. Thì khi mà đòn bẩy nó được tăng lên, tín dụng nó được mở rộng ra, thì đâu đó những cái tác động lên giá của thị trường nó sẽ xuất hiện. Còn việc mà nó tốt hay xấu thì cái này nó phụ thuộc nhiều vào cái cách mà người ta sử dụng đòn bẩy, và cái cách mà liệu cái giao thức này nó có manage được cái lượng tài sản liquidate nó hiệu quả hay không. Thì cái đó là cái câu chuyện chúng ta sẽ theo dõi trong một vài tuần nữa. Một ý nhỏ nhỏ nữa xoay quanh AV, đó là cái stablecoin GHO. Thì anh em nào theo dõi cái sản phẩm này thì cũng có thể thấy là GHO sẽ đâu đó ra mắt trong thời gian ngắn thôi. Và đây sẽ là cái stablecoin được AV sử dụng để phần nào đó capture lại cái giá trị cho cái protocol của mình, và họ sẽ chia lại những cái lợi nhuận, những cái fee từ stablecoin này cho cái treasury DAO, cái ngân quỹ của AV. Thì đó là những cái thông tin bên lề xoay quanh cái stablecoin GHO. Hiện tại thì GHO cũng chỉ được đội ngũ AV gọi là hints thôi, tức là họ chỉ gọi là tiết lộ một xíu thôi, chứ cũng chưa hẳn là có những cái thông tin nó quá chi tiết về mặt execution, tức là mặt thực hiện. Hiện tại thì họ mới chỉ gọi là mới triển khai cái phiên bản V3 ở trên Ethereum, và chắc là sẽ cần một thời gian nào đó để cho mọi thứ nó ổn định sau cái cập nhật này. Họ sẽ có những cái thông báo tiếp theo liên quan đến GHO. Ok, thì đó là một vài cái ghi chú liên quan đến AV V3. Một cái phiên bản nó được triển khai trên Ethereum trong tuần qua ha. Rồi một cái chi tiết nữa mà mình cũng rất là quan tâm, đó là cái CCTP của Circle. CCTP là gì? Viết nguyên văn nó là Cross Chain Transfer Protocol. Thì nói thuật ngữ thì nó ghê gớm vậy thôi, nhưng mà thực ra thì nó là một cái cơ chế mới của Circle, và nó sẽ giúp cái đồng USDC được luân chuyển giữa các cái blockchain nó được linh hoạt hơn. Thì trong quá khứ thì chúng ta cũng biết nhiều đến rất nhiều cái dạng thiết kế cầu nối giữa các cái blockchain, đúng không?
Về cơ bản nó sẽ có một cái dạng mà phổ biến nhất, đó là lock and mint, tức là khóa token ở một đầu và mint token ở cái đầu cầu còn lại. Thì trong quá khứ thì cái thiết kế này nó tạo ra là nhiều cái rủi ro liên quan đến giao thức. Nhiều hacker thì họ cũng có thể tận dụng những cái lỗ hổng để họ mint ra rất là nhiều các cái token ở một cái đầu cầu còn lại, và họ bắt đầu thoát cái lượng token vừa được mint ra. Mint khống á, tức là ở bên đầu cầu bên kia thì lock một thôi, nhưng mà bên này mint ra tới rất là nhiều, gấp trăm gấp triệu lần. Thì rất là nhiều các cái cầu nối nó đã bị tấn công theo cái cách đó. Và Circle thì về mặt thiết kế thì họ sẽ thay đổi một xíu, tức là thay vì lock and mint thì họ sẽ là burn and mint. Và việc burn này á, nó sẽ thông qua một cái hợp đồng của họ, tức là cái hợp đồng mà Circle Bridge, nếu mà anh em nào đào sâu về mặt kỹ thuật. Thì cái này nó cũng là quản lý về mặt contract thôi, tức là nó sẽ có một cái contract và nó sẽ theo dõi những cái người ta dùng cái từ là những cái message, tức là ở đầu cầu bên kia nó verify xong xuôi những cái message, thì Circle họ sẽ có những cái đơn vị gọi là theo dõi những cái message đó, và những cái event, những cái gọi là những cái động thái, những cái sự kiện ở một đầu cầu, và họ sẽ bắt đầu mint cái USDC ở đầu cầu bên kia. Thì cái cơ chế này nó sẽ giúp cái việc luân chuyển tiền nó hiệu quả hơn, nó mượt mà hơn, và đặc biệt là người dùng sẽ được sử dụng cái đồng USDC nó là native của cái chain đích, tức là chain mà mọi người muốn bridge sang để sử dụng á. Thì cái USDC đó được mint ra là cái USDC native của Circle luôn. Thì cái này nó cũng là một cái khá là hay. Rồi, một ý nữa liên quan đến cầu nối CCTP, thì cầu nối này sẽ có mặt ở trên Ethereum trước, và sau đó là Avalanche, rồi tiếp đến là Solana và các blockchain khác. Thì cái lộ trình của họ sẽ là, tất nhiên là sẽ thử nghiệm giữa Ethereum và Avalanche trước đó. Thì những cái hệ sinh thái mà có thể nói là nó cũng gắn liền với USDC và cũng khá là thân với Circle. Rồi thì sau đó họ mới move dần sang những cái blockchain khác, những cái định dạng khác, nó không còn là EVM nữa. Thì có thể họ sẽ move sang những cái blockchain này trong thời gian tương lai ha. Tất nhiên trên Twitter, nếu mà anh em nào theo dõi thì cũng thấy là họ chỉ trích rất nhiều, gọi là họ so sánh rất nhiều cái nâng cấp này, cái giao thức mới này, cái giải pháp mới này. Thì điển hình nhất thì nếu mà anh em nào mà fan của Chainlink thì cũng biết rồi, thì hồi xưa nó có một cái CCIP của Chainlink, thì họ cũng bảo là cái giao thức mới này của Circle thì nó không đảm bảo được một vài cái liên quan đến độ phi tập trung, rồi phải phụ thuộc nhiều vào Circle. Nhiều cái ý kiến khác thì cũng cho rằng là về cơ bản á, thì cái này nó không phải là một cái gì đó breakthrough, tức là nó một cái gì đó nó quá cải tiến, một cái gì đó nó quá là cách mạng. Nó đơn giản chỉ là một cái thay đổi mới thôi, về cái cách là thay vì lock vào thì mình burn thôi đó. Thì cái này nó là một vài cái góc nhìn ở trên Twitter, thì anh em cũng có thể theo dõi được. Cái như mình thấy á, thì nếu như mà chúng ta đã tin dùng Circle, tin dùng USDC và chúng ta tin tưởng Circle, thì về bản chất nếu như mà chúng ta muốn có một cái cầu nối mà nó phi tập trung dựa trên cái nền tảng của cái đồng stablecoin USDC này, thì nó cũng hơi mâu thuẫn một xíu, đúng không? Tại vì nếu như mà ngay từ ban đầu chúng ta đã có một cái centralized stablecoin là USDC rồi, thì việc chúng ta có build một cái cầu mà nó có hơi một chút centralized ở trên đó thì nó cũng không sao cả, nó cũng không quá là khác biệt lắm. Và thay vào đó thì chúng ta sẽ verify, chúng ta từ bỏ đi cái yếu tố decent đó một chút để chúng ta tạm là có cái yếu tố scalable một xíu ha, tức là nó mượt mà hơn trong cái việc là luân chuyển tiền giữa các blockchain. Thì tạm thời chúng ta nên chấp thuận cái việc đó, và nói chung là sẽ có một cái đội ngũ nào đó thôi, họ sẽ cố gắng khắc phục những cái khía cạnh về mặt decentralized mà Circle đang để lại, và chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hoạt động song song nhau, chứ cũng không quá lo ngại về cái vấn đề là
một cái tổ chức nó trở nên too big to fail ở trong cái mảng cross-chain này, đúng không? Thì chúng ta thấy có rất là nhiều các cái giải pháp rồi. Như hồi nãy mình nói, cũng có cái CCIP của Chainlink, rồi Chainlink họ cũng hợp tác với lại Layer Zero, cũng build một cái hệ thống nó gọi là Omnichain. Thì Omnichain này về bản chất nó cũng sẽ giúp đảm bảo được cái độ native của tài sản, đúng không? Rồi nó cũng có một cái mạng lưới relay ở giữa, thì relay ở giữa thì cũng sẽ quan sát và theo dõi những cái dữ liệu, những cái message truyền qua truyền lại trên các chain. Nó cũng sẽ xác thực những cái điều đó và nó sẽ nhả lại token cho người dùng ở những cái chain đích đến. Rồi thì nói vậy thôi, thì chúng ta sẽ thấy được là hai cái thông tin mà mình liệt kê trong tập podcast tuần này, một là về cái lending và hai là cái cross-chain. Thì tại sao mình lại chọn hai cái mạng này? Thứ nhất là lending thì anh em cũng biết rồi, nó sẽ giúp luân chuyển dòng tiền tốt hơn, và cross-chain thì nó sẽ là một cái hệ quả tất yếu của cái việc là thị trường nó ấm và nó nóng lên trở lại. Đó, thì khi mà Ethereum và các cái đồng coin lớn, các cái đồng Bitcoin nó có cái sự tăng trưởng và nó ổn định rồi, thì như một cái đặc sản tất yếu của DeFi thôi, mọi người sẽ rotate, đúng không? Mọi người sẽ đi từ Ethereum sang những cái là một khác, mọi người sẽ tìm cái cơ hội. Thì đó là lý do tại sao mà những cái cross-chain trong ví dụ trong bối cảnh mà thị trường nó sẽ ổn định và nó hồi phục lại trong thời gian tới, thì những cái cross-chain nó sẽ cũng sẽ là một cái điểm mà người ta chú ý. Thì đó là những cái note của cá nhân mình thôi, và đây sẽ là một cái recap nhỏ ngắn ngắn thôi, để chúng ta bắt đầu một năm nó thật nhiều những cái bước phát triển nó nhỏ về mặt kỹ thuật như vậy, nhưng mà cái hiệu quả về mặt vĩ mô, về mặt phạm vi rộng của thị trường thì nó sẽ rất là lớn. Thì đây chỉ là những cái nâng cấp nó bé bé thôi. Cá nhân mình thì thấy rất là vui khi mà thị trường nó vẫn có những cái đội ngũ của họ vẫn kia chi họ xây dựng. Thì đây là những cái viên gạch mà chúng ta có thể kỳ vọng vào trong thời gian tới, và sẽ là những cái nền tảng để giúp thị trường có thể phát triển một cách nó có thể nó sẽ không nhanh, không ít 10 ít 100 là thần tốc như những năm trước đây, nhưng mà những cái cột mốc tiếp theo thì nó sẽ được gọi là bền vững hơn, và nó sẽ có nhiều cái tính ứng dụng hơn cho thế giới và cho nhiều cái ứng dụng trong đời sống hơn. Ok, đó là những gì mà mình đã quan sát được trong tuần vừa qua, và hy vọng là những cái ghi chú ngắn này sẽ đâu đó mang lại những cái góc nhìn thú vị cho anh em ha. Và không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này. Hẹn gặp lại anh em trong tuần tiếp theo với những câu chuyện, những cái chủ đề thú vị xoay quanh thị trường DeFi anh em ha.